tất cả những cái bạn đăng ký học lý ở đấy là đều thi đại học môn lý đúng nhỉ? Tức là các bạn phải có cái vai trò của nó cũng là môn môn chủ chốt. Các bạn định lấy toán thì 8 môn lý thì 4 chắc. Tất cả đều phải coi như đó là một môn chủ chốt. Nào, bài thôi. Nhanh này. Hôm nay học về động cơ điện, chúng ta đã học về máy phát điện, máy biến áp. Và nội dung thứ ba ở trong thiết bị điện đó sẽ là động cơ điện. Được chưa? Sau pha bài này sẽ là nội dung về liên quan đến sự biến thiên, đó là nội dung khó nhất trong điện xoay chiều. Đấy. Được cơn bão thì thường là trời sẽ quang tạnh. Hôm nay học rất nhẹ nhàng. Nào, về động cơ điện là cái gì? Nó là một thiết bị điện, phải chưa? Nó là một thiết bị sử dụng điện để sử dụng cho mục đích hoạt động cơ học. Nó chuyển từ năng lượng điện thành năng lượng cơ. Ví dụ như các bạn cân nâng một cái quả tạ, hay là các bạn sẽ cân cầu ấy, đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Tức là để nâng một vật lên, đúng không? Đấy, thực hiện một cái, làm một cái gì đó, máy móc để nâng một vật hay là làm gì đó, thì chúng ta sẽ phải sử dụng bật điện lên, đúng không? Bật điện lên để cho cấp điện cho nó, để cho nó hoạt động. Thì đó là động cơ điện. Hay là cái quạt, đơn giản như trong thực tế của mình là cái quạt. Chúng ta sử dụng điện để cung cấp cho cái quạt đó, và cái quạt đó sẽ quay để chúng ta có thể mát, đúng không nhỉ? Như vậy nó là sử dụng điện để chuyển thành cơ, được chưa? Cái quạt đó sẽ có công suất tiêu thụ, hay còn gọi là công suất toàn phần, là P bằng UI của phi, được chưa? Cái này không là lắm gì nha. À, về nội dung cái này thì khá là giống với máy phát điện nha. Nó cũng có hai phần. Một là cái phần có ích, hai là phần hao phí, được chưa? À thì cái quạt điện đấy, cái phần nào gọi là phần hao phí, mà cái phần nào sẽ là cái phần phần có ích nhỉ? Cái quạt điện đấy, cái quạt mà chúng ta dùng cơ nóng ấy, đúng nhỉ? Thì cái phần mà có ích ấy, thì đó là cái phần điện mà làm cho cái này quay, được chưa? Đó là phần công suất cơ học, người ta gọi là công suất cơ học. Đó là phần có ích. Nó là cái điện mà nó làm cho quạt nó quay để mình mát đấy. Còn cái phần hao phí, tức là cái phần mà bị mất đi một cách lãng phí, được chưa? Mất đi một cách lãng phí, đó là cái phần tỏa nhiệt ở trên cái động cơ. Các bạn biết là sử dụng điện ấy, nó luôn luôn tỏa nhiệt, được chưa? Sơ vào là thấy nóng, đúng nhỉ? Sơ vào là thấy nóng. Đấy. Thì cái phần này người ta gọi là công suất hao phí. Đấy là cái phần năng lượng tiêu tốn một cách vô ích. Đấy. Nó là vô ích nha. Thì các bạn nhớ là hao phí nó là công suất tỏa nhiệt. Mà công suất tỏa nhiệt thì nó có công thức là Y bình R. Các bạn đã học cái này ở bài nào? Đó là máy biến áp. Được chưa? Các bạn đã học cái công suất hao phí ở máy biến áp rồi. Thì cái này cũng như vậy. Tất cả hao phí đều sinh ra từ tỏa nhiệt hết. Được chưa? Còn công suất có ích thì cả bạn cũng biết đấy, nó sẽ là lấy công suất toàn phần trừ đi công suất hao phí, được chưa? Công suất hao phí cộng với công suất có ích sẽ ra công suất toàn phần, được chưa? Cho nên công suất có ích sẽ bằng công suất toàn phần trừ đi công suất hao phí, được chưa? Như vậy các bạn nhớ là có ba đại lượng nhá. Một là công suất toàn phần, là công suất tiêu thụ ích của cái quạt đấy. Hai là cái phần có ích, tức là cái phần điện mà nó lại sử dụng để làm việc có ích rồi, để cái con quay. Ba là cái công suất hao phí, đó là cái phần lãng phí điện, là cái phần tỏa nhiệt, được chưa? Dẫn đến một cái công suất hiệu suất, được chưa? Hiệu suất các bạn cũng đã học ở phần máy phát điện luôn, đúng không? Phần truyền tải điện năng thì nó sẽ bằng là công suất có ích chia công suất toàn phần, được chưa? Hoặc nó cũng có thể sử dụng là một trừ đi hạt. Đây, công suất có ích ấy, thì nó
chính là bằng công suất toàn phần trừ đi công suất hao phí, đúng không? Chia cho P toàn phần và rút gọn đi, đó là 1 trừ P hao phí chia P. Cũng có thể dùng cái này cũng được nha. Thế đó nha, hết nội dung hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập. Câu hỏi số 1. Đây đại học 2012. Nào, các bạn đọc đề nha. Một động cơ điện xoay chiều hoạt động với điện áp U là 220, cường độ dòng điện I là 0,5, hệ số công suất là 0,8. Tức là cho U này, cho I này, cho cột phi. Biết công suất hao phí là 11W, tính hiệu suất. Hiệu suất thì nó bằng P có x chia P toàn phần, đúng không? Trong đó này, cái P có x nha, ta chưa biết, đúng không? Ở đây người ta cho là cho U, Y cột phí là để các bạn tính P. Này này, cho U, cho Y, cho cột phí là để tính P. Cứ tính P cái này. Và người ta còn cho P hao phí nha, cái chỗ này là P hao phí này. Đúng không? Công suất hao phí. Vậy thì bấm máy đó, nó 220 nhân y là 0,5 nhân cổ phí là 0,8. Đây thì bấm máy. 220 nhân 0,5 nhân 0,8. Kết quả nó sẽ ra là 88. Vậy từ đây các bạn có thể suy ra công suất có ích. Nó sẽ bằng là 88 trừ 11 thì được 77. Đúng không? Vậy nó sẽ là 77 mà chia gì? Chia 88, đúng không? Đấy, thì được 87,5%. Đấy nhỉ. Hiểu chưa? Đấy, nói chung là đơn giản, đúng không? Cái phần này này thầy cũng nói luôn là cái phần này cũng ít khi gặp trong đề thi. Cái chủ yếu người ta ra ấy, đó là cái phần máy biến áp và máy phát điện. Còn cái phần động cơ điện này này thì hòa lắm thì cũng thỉnh thoảng mới có khi là chả có luôn. Đấy. Nói chung cái nội dung của bài này thì cũng hơi không đọc tâm lắm đâu, hơi rơi riêng một tí, nhưng mà thầy dạy cho đủ để cái phần thiết bị. Xong phần thiết bị là chúng ta có thể nói là xong chương này rồi. Các bạn có thể tự tin là chương này cũng đã gần như là xong. Nếu các bạn bỏ qua cái phần phần khó làm sao thì chương này sẽ là xong. Phần 6 nó còn mức 8 đến 9 điểm thôi. Một động cơ điện tiêu thụ công suất là 110. Sinh ra công suất cơ học. Công suất cơ học là công suất gì các bạn? Công suất cơ học chỉ là công suất có ích các bạn nha. Vậy thì từ đây các bạn hoàn toàn tính được gì? Tính được công suất hao phí, đúng không? Thế là lấy công suất toàn mạch, công suất tiêu thụ trừ đi công suất có ích thì sẽ là 110, đúng không? Mà trừ đi 88 thì qua được 22. Vậy thì người ta yêu cầu mình tính tỷ số giữa công suất cơ học và công suất hao phí, tỷ số nào? Tức là công suất có ích chia công suất hao phí đấy. Sẽ là 88 mà chia 22, đúng không? Chia được gì? 4. Đi thì đại học ấy. Câu rất là dễ, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là các bạn nếu mà không học ấy thì tất nhiên là cũng không khó.
Vì còn chả hiểu được cái nào là công suất cơ học là cái gì. Đấy, lúc đó đi thi chỉ có thắc mắc là công suất cơ học là cái gì, nhưng mà thực chất là nó là công suất có người học không phải cả, nó cũng dễ không. Nào câu hỏi số 3, hôm nay con này học 1 tiếng là xong. Một động cơ điện tiêu thụ với công suất 3 kW với hiệu suất là 0,8%, hỏi công cơ học do động cơ điện sinh ra trong 30 phút nào. Hãy thi câu này, cả bạn tranh thủ làm xem nào. Ăn chó với gì? Đó là công suất tiêu thụ. Ăn chó với gì? Đó là hiệu suất. Bây giờ yêu cầu mình tính là công cơ học. Bạn để làm được bài này, các bạn cần phải nhớ thêm một công thức nữa, đó là công thức thành công cơ học là gì? Không phải công suất nha, chữ P là công suất. Còn cái cống ấy là ký hiệu là chữ A. Hồi lớp mấy học nhỉ? Đó, hồi lớp 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 9 học ấy. Lớp 9 này, lớp 11 học này. Đó là P nhân là gì? P nhân T. Được chưa? P nhân T. Công cơ học. Thành công cơ học. Tức là cống có ích ấy. Sẽ bằng công suất có ích nhân thời gian. Bài toán người ta cho P là bằng 3 kW. Hiệu suất của nó sẽ là bằng 0,8%. 0,8. Vậy từ đây các bạn sẽ tìm được P có ích đúng nhỉ? Đấy. Hiệu suất nó sẽ bằng P có ích chia P toàn phần. Nó sẽ bằng 0,8. P có ích chia cho 3. Vậy thì P có ích nó sẽ bằng 0,8 mà nhân 3 thì quả là 24 kilo à. Và tất nhiên thay vào đấy thì các bạn nên để cho thầy ra đơn vị watt nha. Nó sẽ nhân 1.000 vào. Kết quả sẽ là 2.400. Lúc này về công có ích nó sẽ bằng là 2.400 mà nhân về T. 30 phút đúng không? 30 phút thì nó chỉ là gì? Đổi sang giây là 1.800 giây. Đấy, thì được 4.320.000 nha. Tức là 4,32 nhân 16 joule. Tức là bài này các bạn sẽ cần nhớ thêm công có công thức là gì? Đó là công suất nhân với thời gian. Công thức này thì đã học ở lớp 11 nha. Đơn giản không? Giờ này cực kỳ đơn giản luôn. Tiếp theo, câu hỏi số 4. Nào, câu hỏi số 4, comment làm nào. Một cái quạt điện có điện trở là R bằng 4. Quạt nối với nguồn xoay chiều có U. Dòng điện thì là 0,4. Hệ số công suất là 0,8. Nào, cho U, cho I, cho cột phí ấy, thì để tính gì các bạn? Để tính P. Bởi vì P toàn mạch sẽ là U, I, cột phí. Cho R này để làm gì? Để R này là để tính công suất hao phí. Sẽ bằng I bình R. U là 110 nhân với I là 0,4 nhân cột phi là 0,8. Cái này là bằng 0,4 bình phương nhân với S40, đúng không? Từ đó các bạn tìm được P có ích, P hao phí và P toàn phần. Được bao nhiêu đấy, đúng không? Bấm máy thôi. Kết quả của nó sẽ là 35 phần gì? 35,2. Có phần dưới sẽ là
6,4. Vậy hiệu suất, hiệu suất thì bằng P có x chia P toàn phần, nhưng mà ta cũng có thể dùng công thức là P có x thì phải là 1 trừ đi P hao phí chia P, 1 trừ đi 6,4 chia cho 35,2. Rồi. Nó sẽ cỡ khoảng là 81,8. Cái này là đáng lẽ là phải hơi lệch cho bạn một tí, phải gần bằng đúng không? Nếu mà cho đáp án thì mình chọn C. Không phải 85 á. Để thầy bấm lại nào. Thầy bấm sai à? À, ừ. Đấy, không phải 85, thầy nhầm. Nhưng mà đây là 37,4. Sáu phẩy tư mà chia 37,4, một từ answer à được 82,887% nha, tức là đáp án C đấy, may là vẫn đúng. Tiền đạt 6 á được đấy. Khi mà các bạn đọc bài hiệu suất nha, thầy nói này, những cái bài toán hiệu suất chắc chắn hiệu suất là phải đến 80%, cho nên A và B không cần tính nhé, đáp án loại luôn. Hiệu suất không bao giờ được dưới 50%, nếu mà hiệu suất dưới 50% thì quạt đó coi như là vứt bỏ, quạt phế vật đúng không? Quạt là quạt phế vật, được chưa? Quạt đó là quạt phế vật. Hiệu suất nó phải cao chứ, không được 100% cũng được 80% nha. Mấy cái bài nào mà hiệu suất mà dưới 50% bỏ luôn, vô lý. Câu 5. Từ bài 6 là giai đoạn 2 của chúng ta, chương này là khó phải đấy. Đây phải xem tình hình của bạn như nào, phải có cái con xiếng không để dày nốt cho con đang lười như này thì dày khó cũng không ăn thua. Rồi, Thảo đã có đáp án. Thì sao ạ? Error là 20. Cái này là U. Cái này là công suất động cơ sinh ra một công suất cơ học, tức là công suất có ích ấy. Biết hệ số công suất của động cơ là cột phi là 0,85. Tính cương đổi dòng điện. Nào, ta có công suất toàn phần đấy thì nó là U y cột phi. Đúng không? Hãy số nào. 200 này. Y chưa biết cái đề đó đã. Cột phi là 0,85. Cho R này, để cho R là để tính P hao phí.
cho error là để tính phí học phí. Sẽ bằng y bình nhân 20 đấy. Công suất cơ học. Công suất cơ học thì là 210. Mà ta lại có là gì? Ta lại có P thì bằng P học phí cộng P có X. Vậy thay số 200 nhân Y nhân 0.85. P học phí là Y bình nhân 20, còn P có X là 210. Vậy còn bấm máy cho thầy, Y sẽ bằng, ở đây chắc chắn sẽ có hai nghiệm, nhưng mà ta sẽ loại được một nghiệm 20 trừ 200 nhân 0.85 210. Một nghĩa là 7 và một nghĩa là 1.5. 7 thì không có đáp án. Được chưa? 7 thì không có đáp án. Nên là ta sẽ chọn 1.5. Ok. Mà thường cái dòng điện thì nó sẽ khoảng 1.2 phẩy, chứ còn cao quá không có đâu nha. Bởi vì dòng điện mà cao quá ấy, thì nó sinh ra nhiệt nhiều, mà sinh ra nhiệt nhiều thì các bạn biết rồi, tỏa nhiệt rất là nhiều. Cho nên dòng điện nó thấp thôi. Thấp vừa đủ. Câu hỏi số 6. Đây thì đại học nào. Câu này quá dễ nhỉ. Câu này thầy để có 8 câu thôi. Phần này nó hơi lẻ lẻ. Đáp án rồi, bảo đầu tiên. Tiếp bảo có mấy câu 6 hay câu 5 đấy nhỉ? Đấy là câu 6 hay 5 đấy. Nhật. Ok. Những bạn còn lại nào? Rồi, Việt Anh lại B. Khảo C. Quyền C. Công suất này là công suất cơ học, tức là công suất cõi. Cho U, cho cột phi là để tính công suất toàn phần U y cột phi. Hai số thì nó là 220 nhân Y nhân 0.85. Công suất tỏa nhiệt là P hao phí là 17. Vậy ta lại có này, P thì bằng P hao phí cộng P có X đúng không? Về tiêu thụ đấy, tức là 220 y nhân 0.85 bằng cái này là được 170 cộng 13. Thế các bạn chia thôi đúng không? Chia thôi. Vậy thì y sẽ bằng 1. Rồi, y sẽ bằng 1. Rồi để đấy nhiều bạn sẽ chọn A, à nhầm, chọn B đúng không? Nhiều bạn sẽ chọn B. Mà bạn quên mất là gì? Câu hỏi người ta là dòng điện cực đại. Được chưa? Dòng điện cực đại.
cho nên tương đại cho y0. Cái này là y là hiệu dụng này, y0 thì bằng y nhân căn 2 thôi, là căn 2 đáp án C nha. Hãy nhìn cái mặt chữ nha, đây đại học 2010 được chưa? Đấy, một số bạn bị lừa hết rồi. Làm được nhưng mà bị lừa hết đó. Làm được nhưng mà một số bạn là mình vẫn bị sai. Thì thí nó chỉ án nhau ở chỗ này rồi này, đúng không? Về hồi tiết cực kỳ luôn. Ô, về em làm hiểu dùng biết chết chứ. Đúng không? Nhớ cái thằng UI cột phím mà gắn với P nó là hiệu dụng hết nhá. Tính P nó phải UI hiệu dụng hết. Ok, câu 6 là C. Câu 7. Trong giờ thực hành, câu này khoái hơn này, câu 7 câu 8 khoái hơn này. Câu 7 câu 8 sẽ khoái hơn này. Trong giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt nhìn sách chiêu với điện R. Một cái quạt với điện R mắc mạch này vào điện xoáy chiều có giá trị hiệu dụng là 380 V. Biết quạt điện này có giá trị là 220 V 88 W. Khi hoạt động đúng công suất, thì độ lệch phá giữa hai đầu quạt với cương đối dòng điện là 0,18, cổ phiên 0,18. Để quạt chạy đúng định mức thì R bằng bao nhiêu? Bài này thực chất là một bài điện xoáy chiều thôi. Nó sẽ như này này. Đây sẽ thuật lại lại cái đề một tí nha. Quạt này. Đây là cái quạt nha. Nối tiếp với cái R, được chưa? Nối tiếp với R. Đây sẽ về R trước đi. Đấy, đây là cái quạt nó nối tiếp với cái R. Điện áp toàn mạch được chưa? Mắc vào hai đầu mạch thì điện áp này là 380. U toàn mạch bằng 380 V. Cái quạt này ấy, nó hoạt động đúng công suất nên là cái quạt này đúng công suất nha. Tức là quạt này hoạt động bình thường ấy là nó sẽ là 220 V này. U quạt sẽ là 220 V. P quạt là 88 W. Ngoài ra thì nó còn lệch pha cái quạt này này. Cái quạt này này. Còn lệch pha so với dòng điện một góc là cột phí là 0,8. Vậy những cái bài như thế này thì ta nên vẽ giản đồ ra. Ở đây này, để quạt điện này chạy đủ công suất thì R bằng bao nhiêu? Thì còn chú ý là R nó bằng U. U gì? UR chia Y. Được chưa? UR chia Y. Được chưa? Thế bây giờ để tính được R bằng mấy thì các bạn sẽ phải tìm Y, UR và Y đúng không? Thế UR tính như thế nào? Mà Y thì tính như thế nào? Ở đây Y thì dễ thôi. Do cái quạt này hoạt động với công suất là 88 W. Mà công suất nó sẽ bằng gì? U bình chia R, U quạt bình chia R nhân ta nhân R đấy là R. U y U quạt nhân với y nhân phải cổ phi quạt nha. Ta đang tìm ý đúng nha. P bằng UI của phim đúng không? Vậy thì thay vào thì ta được là 88. U quạt là 220 V. Y là đang tìm cột phí của quạt là 0,8. Vậy các bạn sẽ tìm được Y thôi. Bao nhiêu? 88 này chia 220 mà chia 0,8 này. Kết quả sẽ là 0,5.
Như vậy là xong ý nhá, xong ý này, được chưa? Xong ý này. Ý thì tính rất đơn giản, đó là dùng công suất của quạt, U của quạt, cột phi của quạt là tính được ý thôi, được chưa? Là tính được ý quạt. Mà còn chú ý là ý quạt đây này, ở vì vì đây mạch nối tiếp nha, cho nên ý ý này là ý chung luôn, được chưa? Ý này ý chung cho nên thầy không kỳ ý quạt các bạn nhá. Thầy không kỳ hiệu ý quạt ở đây bởi vì ý này là ý chung qua R và ý qua quạt luôn. Mạch nối tiếp nhá. Cái ý này là giống nhau. Chỉ có một ý thôi. Bây giờ vấn đề là tính UR. Tính UR thì các bạn làm như nào? Tính UR thì nên vẽ giản đồ cho thầy. À cái UR đấy, R thì luôn luôn nằm ngang. Được chưa? Còn U quạt, quạt thì có nó không phải RLC đúng không? Nó là một cái thiết bị mà chả phải R mà chả phải L mà chả phải C, cho nên nó sẽ không nằm ngang cũng không lên cũng không xuống. Các bạn nhớ là UR nằm ngang, UL hướng lên, UC hướng xuống. Nhưng mà cái quạt là cái thiết bị mà nó chả phải ba thiết bị này, nó sẽ đi lung tung mà ta sẽ không biết được nó đi như nào. Chỉ có là người ta biết là cái thằng này này nó hợp với dòng điện một cộng là cột phi là 0,8 thôi. Nên các bạn sẽ những cái thằng mà các bạn chưa biết ra ấy, những cái thằng mà các bạn chưa rõ ràng ấy, các bạn vẽ một vector check lên như này cho thầy. Đây là u quạt. Và cái đôi dài thằng này sẽ là 224. Vẽ check đây, vẽ bừa đi, vẽ bừa các bạn nha, vẽ bừa nha. Những cái thằng mà không rõ ràng ấy, nó chả biết trong đó chứa cái gì cả, thì các bạn vẽ bừa. Được chưa? Và người ta cũng nói là nó là cái góc hợp với dòng điện một góc là 0,8 đấy. Lúc này u toàn mạch sẽ là nối từ đầu đến đỉnh đúng không? Các bạn học về giản đồ nối tiếp rồi đúng không? Đây là u toàn mạch, đó là 380, được chưa? Và có một chi tiết đó là cành này này nó hợp với dòng điện, dòng điện là thang năm ngang các bạn nha. Dòng điện thì là thang năm ngang và nó hợp với góc này là cột phi là 0,8. Bây giờ bằng kiến thức toán học của mình, các bạn tính cho thầy UR. Bằng kiến thức toán học của các bạn tính cho thầy UR. Biết tính không? Cái này không tính được thì các ông học toán làm gì đúng không? Tính hàm cột thôi. Còn tính cho thầy cái cộng này này. Là cái nó là x đi, cho dễ ký hiệu. Cái góc này là cột phi là 0,8 thì tìm được góc này này. Như vậy lấy 180 độ trừ ra thì được góc này. Đây, thầy sẽ tính cho xem. Có nào thử tính được không? Nè. Thì chế độ đồ nha cho nó đẹp, bấm shift code của 018. Xem nào, 36,86, góc này 36,86, lấy 180 true answer 143 là ra góc này đúng không? Code answer là -4/5 tức là -0,18 này. Như vậy này, ta gọi đấy là góc alpha nhá. Thì ta có này. Định lý hàm cột các bạn có nhớ không? Cạnh đối với phương. Đúng chưa? À, hoặc là ở cạnh đối bình phương sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh bên trừ đi hai lần tích của hai cạnh bên nhân với cột góc xen giữa. Các bạn tính được cái này này là cột cái này là âm 0,8 rồi nha. Các bạn tính được cái thang này là cột cột alpha là âm 0,8 rồi nha. Thì thầy thay vào đây. Vậy các bạn sẽ tìm được x bằng bao nhiêu? Thì được 180,337 đúng không?
Được chưa? Ở phương đi bậc 2 đó nha. Như vậy các bạn đã tin UR đúng không? Vậy lúc này R sẽ bằng 180,377 bằng UR chứ Y đấy. UR ra đây, còn Y ra đây, hay số 3. Bán đang sổ mùa đây, đúng không? Sao? Là C. Như vậy là bài này là bài toán khó hơn. Nó là một bài toán động cơ, nhưng mà động cơ này mắc vào mạch RLC. Được chưa? Bài toán sẽ khó hơn rất nhiều nếu nó mắc qua mạch RLC. Lúc đó sẽ phải vẽ giản đồ nha. Và để tính UR thì các bạn tính Y và UR đó. Tính Y thì dùng công thức P quạt. Còn chung dàn đô thì tính UR. Câu số 8 làm tương tự nha. Câu số 8 làm tương tự. Nào tất cả làm câu số 8 đây. Số 8 làm tương tự. Ủa mang gì mà áo? Bảo mày lại con phải làm xong bài này mới được chứ. À được, bạn gì thì bạn nhớ xem lại cái đoạn đó nhé. Bài này là tù C mắc nổi tiếp với gì? Với quạt. Biệt U toàn mạch là 208. U quạt hoạt động bình thường, U quạt là 100 V. P quạt là 80 W. Cột phi quạt là 0,8. Để hoạt động động cơ hoạt động đúng thì tụ điện C bằng bao nhiêu đấy? Nào, tụ điện C sẽ bằng bao nhiêu? Muốn tìm được tụ điện C thì các bạn cũng phải làm tương tự như câu trên đấy, tức là các bạn cũng phải đi tìm giải C. Bài trên thì tìm R đúng không? Bài trên tìm R, bài này thì tìm giải C. Nó sẽ phải tìm UC chia cho Y. Thế làm thế nào để tìm UC? Thì này là chung dàn đồ. Còn làm thế nào để tìm Y? Thì
thì lại dùng công suất. How many? Được không các bạn? Nào P quạt nào sẽ bằng UI, U quạt nhân Y nhân cục phi quạt. Thay vào P là toàn 80, cái này là 0,8, cái này 100. Vậy các bạn sẽ tìm được Y. Y là 1 nha. Tiếp, bây giờ ta sẽ dùng giản đồ nào. UC thì hướng xuống, UC hướng xuống. Còn cái thang quạt ấy thì ta phải vẽ kiểu chạy chạy lên như này. U quạt nha sẽ là 2 100. Còn U toàn mạch thì nó sẽ như này, đó là 208. Được chưa? Và nó hợp với trong điền. Dòng điện thì nằm ngang đúng không? Nó hợp với dòng điện. Một góc là cột phi là 0,8 đây. Đấy. Vậy thì ta cũng sẽ dùng định lý hàm cột trong cái bài này đúng không? Tức là các bạn sẽ để tính hàm cột đấy. Thì các bạn sẽ gọi cái góc này góc alpha. Thì cái cột góc alpha này thì bao nhiêu độ thì các bạn bấm máy tính thôi. Shift code của 0,8. Rồi, đúng chưa? Là góc phí này là 36,86. Với góc alpha thì mình sẽ chỉnh lại 90 mà trừ đi góc này. Rồi lấy cột answer. Được 3/5, như vậy cột alpha được 3/5. Vậy các bạn chú ý hàm cột này, thằng này là xơ đúng không? Thằng này cạnh này 100 này. Như vậy cạnh đối bình phương này sẽ bằng này. Xơ bình này. Còn với cạnh này là 100 bình này. Trừ đi 2 lần x nhân 100 nhân với cột. Ta này là 3/5. Vậy xơ sẽ bằng nào bấm máy. 1 trừ 2 nhân 100 nhân 3/5. Ok, như vậy xơ được 252. Rất đẹp. Tròn luôn chứ không phải gần bằng nữa. Và đây chính là UC. Vậy ta có UC, ta có Y, các bạn sẽ tìm được giải C. Và vẫn bằng 252 ô. Đúng không? Đây là 252 này, để 1 này. Thì có phải 252 chia 1 được 252 không? Mặt hàng giải C, nó lại bằng 1 trên omega C. Đúng không? Omega này, các bạn thấy cho thầy này. Nó là 100 pi. Đấy chứ, omega nằm ở đây này. Cái số 3. Để đây thì các bạn có thể bấm shift số nó là tất nhiên là bấm shift số thì hơi cùi. Chỗ này muốn tìm C thì lấy 1 chia 252 chia cho 100 pi nữa. Kết quả của nó sẽ được 1.26. 1.26 nhân 11 trừ 5 farad. Và đơn vị của người ta là microfarad. Các bạn sẽ nhân 116 nữa nhé. Để số đổi sang. Micro là 116. Các bạn sẽ nhân 116 này. 12,6 microfarad. Thì cỡ nó
khoảng là A đấy, được chưa? Ok. Em có hiểu không em? Thế thôi. Được chưa? Rồi như vậy là xong. Xong nha. Sáu phần đồng cơ điện, còn một phần nữa cũng 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 không quan trọng lắm, nhưng thi thoảng hắn này ra mà. Đây còn một phần nữa này, phần này thì không 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 quan trọng lắm đâu, nhưng mà thi thoảng hắn này ra, hắn này ra một câu. Đây như này, đó là loại động cơ không đồng bộ, động cơ không đồng bộ. Cái từ khóa là động cơ không đồng bộ nha. Thứ nhất này, ta sẽ hướng dẫn luôn. Nó đầu tiên nó là động cơ đấy, đấy chưa? Nó là động cơ đấy. Động cơ thì dùng để sử dụng nâng vật hoặc là làm gì đó, quay hoặc là gì, cái quạt. Động cơ không đồng bộ người ta sẽ làm như sau. Nó là một thiết bị chuyển điện năng thành cơ năng. Thế cái này quá rõ rồi, đúng không? Trước khi hiểu về từ không đồng bộ nha, trước khi hiểu về từ không đồng bộ, các bạn cần phải nhớ lại cho thầy này. Đó là một cái hiện tượng mà khung giấy nằm trong tư trường. Đấy. Thì cái tư trường biến thiên thì khung giấy sẽ quay. Đây thầy có một cái gì nhỉ? Không biết các bạn đã từng làm cái thí nghiệm này chưa? Thí nghiệm rất đơn giản. Thí nghiệm rất đơn giản. Đó là người ta sẽ cái này nha. Thì thời với thầy đi học đại học ấy, để thiết kế ra bộ bộ này để đi dạy mà. Ngồi bẻ mãi nó không quay. Phải cân lắm. Phải tỉ mỉ nó mới quay được. Phải thứ hai nữa cái pin nó phải trâu. Các bạn có hiểu cái hiện tượng nào? Đây. Cái pin nó tạo ra tư trường, hiểu không? Đấy. Nói chung mình chỉ biết hiện tượng này thôi chứ không nên giải thích ở đây. Để thích các bạn nó lại dài trong quá. Cái này là hiện tượng của lớp 11 nhá. Đây là một hiện tượng gì các bạn? Nó là hiện tượng cảm ứng điện tử đấy. Tư trường nó sẽ làm cho cái khung giấy này sinh ra dòng điện và nó sẽ quay nó nha. Đấy. Đó là hiểu nguyên lý sơ sơ. Thì từ cái mô hình nhỏ nhỏ này này, được chưa? Từ cái mô hình nhỏ nhỏ này thì người ta sẽ chế tạo động cơ. Tất nhiên là phải có tư trường đúng không? Để chế tạo ra được cái động cơ quay như thế ấy, để chế tạo ra được động cơ quay như thế. Từ cái mô hình nhỏ nhỏ đó, người ta sẽ làm ra một cái tế to hơn, được chưa? To hơn. Và để sử dụng cho những mục đích khác nhau. Được chưa? Thứ nhất này, phải có tư tưởng đã. Phải có tư tưởng đã. Thế tư tưởng người ta sẽ làm bằng cách nào? Ở trong cái mô hình nhỏ này. Thì trường tư tưởng sinh ra đó thì là viên pin. Được chưa? Còn ở trong cái máy, người ta không thể dùng pin được. Pin quá yếu để máy quay. Pin là thiết bị quá yếu để cho máy quay, nên người ta sẽ dùng điện xoay chiều để làm. Bộ phận người ta làm này, đó là dùng bằng stator là gồm 3 cuộn dây. Đấy là bộ phận tạo ra tư tưởng, đó là 3 cuộn dây nha. 3 cuộn dây này nối với nguồn điện xoay chiều. Và nguồn điện xoay chiều sẽ có tác dụng là truyền vào cuộn dây và cuộn dây sẽ sinh ra tư tưởng. Đấy. Và ba cuộn dây này sẽ sinh ra tư trường với tần số là tần số của dòng điện đấy. Ừ. Với tốc độ quay của tư trường bằng tốc độ quay 3 pha. Các bạn biết máy phát điện 3 pha rồi đúng không? Là hẳn có nhiệm vụ tạo ra tư trường này. Đấy. Ok. Khi nó tạo ra tư trường như thế. Đây. Người ta sẽ chế tạo ra các cuộn dây ở đây.
Đấy, ống này là tạo ra từ đường. Ở giữa là người ta sẽ đặt một cái rotor là bộ phận quay nha, rotor các bạn biết rồi nha, rotor là bộ phận quay, stator là bộ phận đứng yên. Người ta đặt vào đây một cái rotor. Cái rotor này người ta thiết kế nó hình dạng như kiểu mà cái lồng sắt. Đây này, đây là cái rotor. Cái hình dạng của nó thiết kế như là cái lồng sắt. Tại sao lại thiết kế như này? Đơn giản là bởi vì mỗi cái nhánh này nó sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau, người ta sẽ làm được nhiều việc hơn. Cái này nên biến đổi kỹ thuật nha, các bạn cứ cái này giải thích nhiều thì nó lại khó ra. Mình cứ hiểu là nó là hình dạng đó là để phục vụ cho bên kỹ thuật nha. Đấy. Các bạn cứ hiểu đây là cái bộ phận ở giữa là rotor là bộ phận quay. Khi có tư tưởng xuất hiện thì nó cũng giống như cái thanh này này. Nó cũng giống như thanh đồng này, nó sẽ quay, được chưa? Nó sẽ quay. Đấy, nó quay giống y như này luôn. Chỉ có khác là người ta làm thiết kế là cái hình dạng của nó không 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 giống như này, mà là một cái lồng sắt. À, lồng sắt như này. Đấy, và nó sẽ quay thế đó. Và các bạn chú ý là nó sẽ quay nhưng mà quay về tốc độ á. Đấy này chỉ được rất quan trọng này. Đây, cái này thầy phải bố bố học ạ. Tốc độ quay của nó thì nhỏ hơn tốc độ quay của tư trường, được chưa? Tức là ông này này, ông này tạo ra tư trường với tần số góc là omega, nhưng mà ông này quay với tốc độ chậm hơn, ông này bị ép quay, được chưa? Bị tư trường bắt quay nhưng mà nó quay chậm hơn. Thì các bạn tưởng tượng như là kiểu như cái cối xay gió ấy, nó quay đúng không? Quay nhưng mà quay sẽ chậm hơn tốc độ gió đến, đúng không? Gió nó tới đẩy đi đúng không? Gió nó tới đẩy đi. Nhưng mà tốc độ quay của cái cối xay gió sao mà bằng tốc độ gió được? Đúng không nhỉ? Đúng không? Các bạn có hình dung được không? Gió nó đẩy đi cái cối xay gió nó quay, nhưng mà rõ ràng là cái cối xay gió ấy, nó sẽ không thể nhanh bằng tốc độ gió, nó luôn luôn phải quay chậm hơn. Có thể hiểu xấu xa ấy, thì nó khó lắm. Thầy giải thích các bạn lại ngủ mất. Đấy. Cứ nhớ là gì? Ông này tạo ra omega này. Ông này sẽ xoáy theo nhưng mà xoáy nhỏ hơn, xoáy tốc độ chậm hơn nha. Và đề thi đại học hoặc đề thi bất kỳ đề thi thử nào, người ta đều hỏi cái câu này, đó là gì? À, động cơ không đồng bộ bá phá thì có tốc độ quay như thế nào đấy? Thì các bạn nhớ cho thầy đó là đáp án sẽ là đáp án C. Luôn luôn là hỏi cái câu này. Tốc độ quay của rotor chậm hơn tốc độ quay từ trường. Đấy là một chi tiết cực kỳ, người ta cứ hỏi đi hỏi lại cái này thôi. Một câu như này, cứ hỏi đi hỏi lại. Người ta có thể thay đổi kiểu như kiểu khác nhưng mà cái câu vẫn là tốc độ quay của rotor. Cái bộ phận quay sẽ chậm hơn so với tốc độ quay của tư trường nha. Đấy. Còn nhớ cho thầy cái mô hình này nha. Đây là tư trường gồm các cuộn giấy này. Quay về tạo ra tư trường quay với tốc độ quay là omega. Tuy nhiên rotor sẽ quay với tốc độ quay chậm hơn tốc độ quay từ trường. Thế đó, phần này thì đó nha. Đây là một chi tiết cực kỳ quan trọng. Các bạn chỉ cần nhớ cho thầy câu này thôi này, được chưa? Cái phần này các bạn không cần phải nhớ gì cả. Đây thầy còn nhắc luôn. Chỉ cần nhớ động cơ không đồng bộ là động cơ tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Thế thôi. Và chắc chắn là các bạn học xong sẽ quên thôi, nhưng mà đến lúc mà các bạn thi để cho thì sẽ gặp lại đấy. Nói chung thì câu này cũng thi thoảng mới có thôi. Thì nói chung cũng không có gì nhiều để hỏi tuần này. Ok, như vậy là bài giảng này đã kết thúc hết. Kết thúc. Không còn gì nữa nha. Đây là giới thiệu cho các bạn phần động cơ sóng. Phần này thì không có bài tập về nha, nhưng mà thầy nói này, tháng tuần đấy là bắt đầu.